Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đã đến với bài tìm hiểu về môi trường phát triển của C++. C++ có thể là chạy được ở trên nhiều nền tảng khác nhau như là hệ điều hành Windows, Linux, Unix, Mac, OS v.v. Và trước khi phát triển chương trình C++ thì cần phải là cài đặt cái môi trường phát triển. Thì lúc này chúng ta cần phải có đó là C++ compiler và các cái IDE, tức là Integration Development Environment, môi trường phát triển thích hợp cho C++. Trước đây chúng ta sẽ xem xét về C++ compiler. Thì đây là ở trình biên dịch của ngôn ngữ lập trình C++, là phần mềm tiện ích cho phép là thực hiện chuyển đổi các cái mã chương trình C++ thành là các cái mã máy và có thể thực hiện được trên các cái nền tảng khác nhau. Thì danh sách các cái C++ compiler phổ biến hiện nay đó là Abo C++ và sử dụng đó là Xcode, Bootstrap, Dev C++, Cwing, MinCW, TDM, GCC, GNU, GCC Source, Microsoft Visual C++, Oracle C++. Để có thể là viết mã C++ một cách là nhanh chóng và dễ dàng, cũng như là sử dụng rất là nhiều các công cụ hỗ trợ cho cái quá trình viết mã, thì cần phải có đó là IDE viết tắt của các cái từ Integration, Integrated Development Environment. Thì đây là môi trường phát triển tích hợp. Ứng dụng phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta các cái phương tiện để lập trình viên phát triển các phần mềm một cách là dễ dàng và cung cấp nhiều các cái tiện ích và các công cụ giúp cho cái quá trình là viết, gỡ lỗi, chạy và kiểm thử phần mềm một cách dễ dàng. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một số các IDE phổ biến hiện nay. Đầu tiên đó là Visual Studio, và ở trong chương trình thì sẽ sử dụng chủ yếu đó là Visual Studio để là tài xây dựng và phát triển các cái chương trình C++. Visual Studio Code thì đây là cái chương trình mã nguồn mở do Microsoft đã cung cấp, hỗ trợ rất là nhiều các cái tính năng cũng khá là mạnh mẽ hiện nay. Và các cái bộ Eclipse, NetBeans. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.